Xin chào quý vị bạn, mình vừa mới nhận được cái kiện hàng của một bạn fan, bạn ấy gửi nhà mình test hộ cái combo của bạn ấy mua trên mạng ấy. Bạn bảo nó bị cái bệnh khá là lạ, gọi là chúng ta không thuộc về nhau. Mà tại sao nó lại chúng ta không thuộc về nhau thì các bạn, bệnh của nó là gì và cái combo là gì thì các bạn chờ một lát, chúng ta sẽ mở ra xem nó là gì nhá. Cái này hãng quần phiếu mua hàng của bạn đây này. Đó, chúng ta sẽ bỏ ra xem nào. Cái gì đây hả bạn? Test hộ combo có cả hạt hướng dương này các bạn này. Nhiều thôi rồi luôn. Ui nhiều vãi. Ui nhiều thế. Ui nhiều quá các bạn. Test hộ này có cả hạt hướng dương này, để sang đây này. Ui này, có cả hạt điều sấy này các bạn này. Đấy, hạt cười này. Ui giời, chết rồi. Cái này là cái gì đây? Hạt hạnh nhân nữa này. Ui giời ơi, nhiều vãi thế này thì vừa test vừa nhai các bạn ạ. Thôi mình để gọn nó sang một bên nhá. Này, hạt hướng dương nhiều luôn. Đó. Ba hộp hạt điều muối này. Rồi chúng ta sẽ để sang đây. Giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta đây là các bạn này. Một bộ này. Hai này. Hết rồi. Ôi trong này vẫn còn hạt dưa nữa này các bạn này. Vẫn còn hai túi hạt dưa nữa. Ui giời ơi. Đây là hàng. May thì không phải là hàng tươi sống chứ không thì mình để lâu thế là hỏng mất rồi. Cái này còn cái gì nữa đây các bạn này. Đó. Một thanh đam DDR4 của chúng ta này. À DDR3 4GB bớt 133 các bạn nhé. Chúng ta sẽ để nó sang đây. Đó. Tiếp theo là cái này là cái gì đây? Ui, hôm nay ông tàn bó bằng dính chặt như này, chết rồi. À đây, ui giời. Đây. Combo của chúng ta đây các bạn này. Một em men MSI B75 AG43 các bạn nhá. Con này là một trong những bản gaming B75 của MSI ấy, chứ không phải gaming dòng đâu, nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Nó có con này được gọi là gaming dòng xanh các bạn nhá. Trong men này có cái tem ở đây không biết dán cái gì bay mất rồi, nhưng mà nhìn hình thức này, các bạn nhìn thấy hình thức đẹp không? Mày thấy hình thức khá là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Vẫn còn cái tem hãng này. Con này mua từ năm 2013, tức là 75 tuổi rồi các bạn nhá. 75 tuổi rồi này. Yeah. Nhưng mà nhìn bên ngoài vẫn khá là đẹp luôn. CPU dưới này là con gì? Các bạn có nhìn thấy CPU không? CPU dưới này là con Xelon E3 1230 các bạn nhé. 1230 con này chắc vừa 1 rồi. Xung là 3 mấy GB kìa. 3.2GB các bạn nhé. Mặt này kết nối là cổng kết nối phía này này. Vẫn còn đẹp luôn các bạn này. Hơi mốc oxy hóa gì một chút xíu thôi. Đó các bạn nhìn chưa? Hơi bị gì một chút xíu ở sát chỗ này thôi. Chứ còn lại là nhìn cũng vẫn còn khá là đẹp luôn. 75 tuổi mà như này là phê các bạn nhé. Đó, mặt bên này này. Mặt vỉ nhìn rất là đều luôn. Có cái ốc giữ con CPU này vẻ hơi rỉ một chút xíu rồi, chắc cũng hơi ẩm này. Còn lại mình nhìn thấy khá là đẹp và mình cũng chưa thấy có dấu hiệu gì của bị hàn lại lắm. Bởi mình nhìn cũng chưa kỹ, nhưng mà mình nhìn thoáng qua thì mình thấy như vậy các bạn ạ. Mà sau đẹp lắm luôn này. Đó. Mỗi tội là chỉ có một thanh RAM mà 4GB hơi ít. Thôi tí mình lấy RAM của mình, nếu mà nó lên được thì chúng ta sẽ lấy RAM mình để test. Tiếp theo là một em VGA của MSI rồi các bạn này. Con này nhìn ống sạch luôn các bạn nhá. À. Đó. Mặt sau này, ui, mặt sau có cái tem của Bitcoin rồi các bạn nhá. Đấy, vẫn còn ốc siêu này. Đó. Con này bảo hành đến 21 tháng 6 năm 2020 này. Thấy chưa? Con này là con gì? Con này không nhìn thấy tem đâu các bạn ạ. À đây. Con này là con RX470 các bạn nhá. Ghi rõ là Miler này. 4GB này. Mảnh 4. Đó. Hình thức còn khá là đẹp luôn này. Các bạn nhìn đẹp không? Đấy. Tương đối là đẹp đấy các bạn. Mặt sau này. Mặt sau đều luôn nhá. Không thấy có cái gì dấu hiệu gì của ẩm mốc hay là cậy vả sửa chữa cả. Nhưng mà em này chỉ có một cổng DVI thôi. Nhưng mà cái phần sắt xi này
khá là đẹp ấy. Con này nó cái mặt này nó bằng thép hay sao nó không bị gì, giống cái con của chủ tịch Tú hôm nọ là bị gì ngoèn luôn. Con này còn bóng nguyên, nói chung là khá là đẹp. Thì cái bệnh của cái combo này bạn ấy bảo là cái mên này vẫn chạy này, nhưng khi mà lắp con xe lông này, lắp con xe lông E31230 này vào thì nó lại không lên, nhưng lắp con coi Y vào thì nó lại lên. Đó, một cái combo rất là đẹp như này mà không hiểu tại sao nó lại không lên, không biết tại sao này. Mình nát nữa mình sẽ test thử và áp BIOS xem như nào nhé. Và cái combo này được gửi kèm một đống hạt dưa này các bạn này, nhiều hơn rồi đấy, một đống hạt dưa này, xong lại còn kèm thêm hạt hạnh nhân này nữa là các bạn này, vui không đấy. Cái này là hàng tặng kèm để mình vừa nhai vừa test hộ bạn ấy cái combo này các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ lắp và test thử xem sao các bạn nhá, các bạn chờ một lát. Ok, rồi đây các bạn nhá, mình đã lắp ráp xong cái combo này rồi này. Vì cái con xe lồng này nó không có GPU1 ấy, nên là mình phải lắp cái cặp màn hình rời vào để chúng ta test thử. Giờ chúng ta sẽ bật thử xem nó có lên không nhá. 2, 3, chạy vào đấy, liệu có lên không? Chạy ngắt mà không thấy gì các bạn, chưa thấy gì. Đó, bàn phím không thấy lên gì luôn các bạn ạ. Màn hình thì không lên thì chắc chắn rồi, vì bàn phím chưa lên thì hình chưa thể nào lên được. Không thấy gì luôn, tối om như mực luôn. Chắc xèo rồi các bạn nhá. Và bây giờ để thử lại thì mình sẽ lắp con coi 3 này, coi 3 21 20 này vào để xem là cái main này nó có nhận được con coi không. Ok các bạn nhá, mình đã lắp xong cái con i3 mình vào này. Con này nó có GPU on này, chúng ta vứt cái cả hình ra nhá. Đấy, con này thì nó khá là nóng, cũng nghĩa là điện nó vẫn lên chip mà nó không lên hình các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ thử nhá, 2 3. Chạy đấy, có lên không? Chạy ngắt kìa các bạn kìa. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Ô lên. Bàn phím sáng, ô lên, đó. Y vào vào cái lên ngay các bạn ạ. Thế mới tài chứ. I3 vào phát lên mình luôn. Chạy ngon lên. Nhưng mà xe lông vào lại không lên. Bây giờ mình sẽ up BIOS cho cái main này để xem nó có chạy được không nhá. Ok nhá, bây giờ mình sẽ up BIOS cho cái main này để xem nó có nhận được con chip được không nhá. Up xong chưa các bạn nhỉ, mình không để ý. Nó ngắt rồi này. Khả năng là up xong rồi các bạn ạ. Nó ngắt nó chạy lại. Chúng ta chờ xem có lên không nhá. Bật phím sáng rồi này. À, lên. Bài hút mới rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nó nhận này. Đấy, bây giờ mình sẽ thay lại con xe lông để xem nó có lên được không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát. Chúng ta sẽ thử lại nhá. 2, 3 nào. 2, 3. Chạy rồi đấy. Chạy cái ngắt ngay các bạn. Xem có chạy lại không. Chạy lại rồi. Bàn phím có lên không? Mà phím vẫn không lên các bạn, hình cũng không có luôn à. Không biết tại sao à, không lên mà phím không lên được mà không chạy được xe lông à. Không biết có phải tại con giam này không nhỉ. Để mình thử con giam khác xem sao nhá. Thay một thanh giam khác rồi. Giờ chúng ta sẽ thử lại lần nữa xem nó có lên không nhá. 2 3 chạy rồi đấy. Lên không? Vẫn không lên các bạn ạ. Thiếu cái gì rồi. Vẫn không lên nhá. Bàn phím không hề sáng một tí nào. Lắp chip coi Y vào thì lại lên luôn. Đó. Không có một biểu hiện gì của sự sống cả các bạn ạ. Thế mới tài chứ. Để mình thay cái con xe lông của bạn ấy sang cái combo của mình xem nó có chạy được không nhá. Mình đã thay xong cái main của mình này sang con xe lông của bạn ấy rồi. Giờ chúng ta sẽ test thử xem sao nhá. 2, 3 nhá. 2, 3. Chạy rồi đấy. Lên không? Lên. Lên luôn nhá. Chứ mà CPU không sao. Đó. CPU không sao.
Men không sao, mà con B75 này lại không thể ăn được con Xenon. Không biết con B75 này bị lỗi cái gì, con B75 của bạn ấy bị lỗi cái gì mà không ăn được con Xenon. Con Xenon phát sang bên mình lên luôn. Và ông này thì lại không chạy được. Không biết là lỗi cái gì, không biết là thiếu cái gì mà lại không chạy được. Đó. Nên nguồn ngon lành các bạn này. Vẫn giam, vẫn cặp màn hình đấy. Chỉ khác main thôi, phát lên ngay. Main ông này thì lại không lên được. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa bằng con coi 7 của mình. Con coi 7 này. Trên cái main này xem nó có lên không ạ các bạn nhá. Các bạn chờ lát đi. Test cho nó hết các kiểu luôn. Các bạn nhá. Đã thay lại xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử. Bây giờ mà lên nữa thì hài lắm đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. À, 2, 3. Đó, chạy rồi. Lên không? Đóng điện hơi chậm. Đó, lên không? Có cách chạy được con i7 của mình không? Lên. Lên luôn các bạn ạ. Thế mới tài i7 lên. Nhưng xe lông lại không lên. Đấy. Mà xe lông thì sang bên này thì lại lên. Khả năng là BIOS của con này nó có vấn đề gì đó. Bởi vì BIOS mình đã up BIOS mới nhất rồi. Thì không phải là do phiên bản BIOS mà do cái BIOS của con main này. Nó bị làm sao đấy nó mới không nhận được con Xenon này. Đó. Kén main. Cái này thì mấy trường hợp người ta gọi là bị kén main. Giờ mình sẽ thử lại một lần cuối cùng. Mình lại thay ngược con về đây xem nó có lên được không nhá. Ok, đã lắp trả lại được rồi các bạn nhá. Chúng ta sẽ thử lại lần cuối xem nào. 2 3 chạy rồi đấy. Lên hình đi. Lên không? Không lên. Nhất định không lên các bạn ạ. Tài thật. Không lên gì luôn. Đó. Không lên được. Chip coi gì thì nhận. Nhưng mà chip Xenon thì không chạy. Đấy. Chứng tỏ là BIOS của con main này. BIOS của con main này có vấn đề các bạn nhé. Nó mới không thể nhận được. Cái bình thường những cái main như này nó vẫn nhận Xenon như bình thường giống con B75 kia thôi. Vì nó cùng chipset với nhau mà. Bình thường nó sẽ vẫn chạy được. Nhưng con này nhất định không lên gì cả. Thì chắc chắn là BIOS của con này bị làm sao đó. Mình đã áp bản mới nhất rồi thì chỉ có vấn đề của BIOS thôi. Hoặc là đường điện lên nó bị làm sao đấy. Thôi bây giờ mình sẽ lắp cái này sang bên kia để test thử game trên con Xenon với con RX470 xem sao nhá. Ok, rồi đây các bạn nhá. Mình đã lắp cái combo của bạn ấy sang cái bên của mình này, bên B75 của mình này. Đó, và cắm vào cái ổ, mấy cái ổ có game này để chúng ta test thử xem nào. Cấu hình đây các bạn nhá. Chúng ta sẽ xem lại cấu hình trước khi đến với các bài test. Đây. Intel Xenon 1230 4x8 luồng 800W này, xung là 3.4GB này. Main là B75M này. RAM là 8GB, graphic là RX470 4GB D5. Ok, chúng ta sẽ đến với các bài test nhá. Ok, như vậy là em nó đã xong cái bài test Benchmark này. Điểm khá là thấp luôn các bạn ạ. Xenon 1230 vơm 1 chỉ có 500 điểm thôi. Thua xa con i7-3770 các bạn nhé. À đâu, thua khoảng hơn 100 điểm thôi. Cũng không nhiều lắm. Hơn 100 điểm so với con i7 thôi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài game. Xem là như nào các bạn nhé. Ta đang test Asahi các bạn nhé. Trên con VGA RX470 với con Xenon 1230 của bạn đấy. FPS khá là thấp quá các bạn, thấp hơn hôm trước mình test con đua Xenon E5 hơn khá là nhiều đấy. Đây trước được trên 30 cơ, đây chỉ có hai mấy thôi. Đó. Đang test GT5 trên Xenon và con giấy 470 với mức setting là max tất cả. Và FPS cho ra drop. FPS cho ra khá là thấp luôn. 20-30 thôi các bạn ạ. Xem ra cái combo Xenon này 1230 này chơi game hơi bị chuối. Ok các bạn nha, chúng ta đang chuyển qua test PUBG PC trên cái con Xenon với cả con cháy. Sao thế? Drop. Giật đùng luôn. Đó. Xem ra con
với gà trâu với cả con xe ông kết hợp với nhau nó không hợp lý rồi các bạn ạ. Giật khá là đùng đùng luôn. Nói chung Main với cả CPU với cả Vega và RAM đều vẫn chạy bình thường các bạn ạ, chỉ nó không thuộc về nhau thôi. Đây là lần đầu tiên mình gặp một cái main nó cũng kén chip kiểu như này. Em mình ít khi gặp cái kiểu như này lắm. Nhưng mà chúng nó vẫn cứ chạy được, chỉ là cái main và CPU này nó không thuộc về nhau thôi. Bạn Hà có xem clip này thì bạn chú ý xem có mua main đâu thì còn bảo hành được thì đổi cái con khác chạy cho nó ngon nhá. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.